Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Và hôm nay thì Khánh Hân TV lại tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn một cái nội dung. Có một bạn đã gửi tin nhắn đến cho kênh của Khánh Hân TV để hỏi về một cái bệnh là bệnh xì mủ của dâu tây anh chị ha. Và bạn này thì có một cái vườn dâu tây khá là lớn. Bạn này là bạn Hà Duân ở thành phố Kon Tum. Cái này thì Khánh Hân TV cũng đã có đến vườn thăm và cũng đã trải nghiệm cũng như là gặp bạn Hà Duân rồi. Một trong những người trồng dâu tây khá thành công ở Kon Tum. Có sản phẩm bán rất là nhiều. Và hôm nay thì kênh của Khánh Hân TV đã tìm hiểu. Cái này thì chưa phải là trải nghiệm nhưng mà có nghĩa là các anh chị nghe và tham khảo thôi nhá. Tham khảo rồi chúng ta có thể thử làm xem ha. Thật ra thì mình cũng chưa làm bởi vì cũng chưa tiếp cận được một số những cái dinh dưỡng và phân bón nó liên quan đến cái bệnh xì mủ của dâu tây. Thực sự thì cái dâu tây của nhà Khánh Hân thì mình chưa phát hiện thấy cái việc xì mủ, thì mình cũng có thể đoán được là cái căn bệnh như thế này. Thì thật sự thì trong quá trình làm video thì mình cũng tham khảo không những là trồng dâu mà cũng trồng những cái cây khác, thì có thể là cái bệnh mà xì mủ của dâu tây á nó sẽ liên quan đến những các cái dấu hiệu như sau. Anh chị các bạn có thể tham khảo thôi nhá. Khánh Hân TV nhắc lại thì những cái câu hỏi và những cái mà trải nghiệm thì có thể là Khánh Hân TV nói có thể là theo cái ý kiến cá nhân, anh chị có thể là tham khảo được hoặc là có thể là trải nghiệm, và khi mà làm được thì có thể là cho kết quả. Thì cũng có nhiều những cái ý kiến trên kênh của Khánh Hân TV là như vậy. Thì cũng như là một cái nơi mà chia sẻ kết nối mà, thì chúng ta cũng không có cứng nhắc về cái việc là kênh của Khánh Hân TV chưa làm được nhưng mà lại nói. Thì như thế này, nhất là nói về bệnh xì mủ, sau đó thì mình sẽ nói đến cái mà để trị cái bệnh xì mủ thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân anh chị ha. Thì đó là một trong những cái mà đôi khi mình mong muốn thì mình sẽ tìm được đó. Thứ nhất thì dâu tây á, mùa này thì nhắc lại với anh chị các bạn là nó sinh bệnh rất là nhiều đó. Một trong những cái mà mình trồng dưới đất nó bị cái nấm mắt cua này. Thì mình cũng đang tìm, nhưng mà ở chỗ những ít thì mình cứ ngắt lá. Còn là xì mủ của dâu là nó một cái hiện tượng là khi cái lá là nó cứ nứt nó chảy cái mủ xanh xanh anh chị ha. Thì trước đây cô Hà Duân của vườn dâu tây Kon Tum cô có nói là cái bệnh xì mủ rất nhiều và cô cũng ngắt đi. Những cái mà chúng ta tìm những nguyên nhân là vì sao nó xì mủ thì hôm nay mình có tham khảo. Tất nhiên là không phải ở trên dâu tây mà nó trên một cái cây khác, đó là trên cây mít. Thì cái bệnh dâu tây cái bệnh mà xì mủ là nó liên quan đến một cái hóa chất là cái chất dinh dưỡng ở trên cây khi mà ta bón cho cây, đó là cây đấy là cái chất đạm anh chị nhá. Thì cái chất đạm thì bao gồm có đạm hữu cơ, có nghĩa là đạm một số các loại đạm mà trong chất dinh dưỡng, nói chung là nó trong các cái thành phần mà khi mà chúng ta bón phân thì cái lượng đạm nó khá nhiều. Bởi vì cái vườn dâu trước đây xuống nhà vườn dâu của cô Hà Duân thì cô bón phân đạm có cái lượng phân nó khá nhiều, bởi vì nhìn cái khả năng mà vườn dâu tây của cô Hà Duân đó thì rất là xanh tốt và nó cực kỳ đẹp. Và mình và cô lại nói có bệnh xì mủ thì cũng có vẻ như là nó đang liên quan đến một cái đó là thừa chất đạm anh chị ha. Thì một chút nữa thì về sau thì mình sẽ nói là chúng ta sẽ làm cái việc này như thế nào. Thứ nhất thì cái phần thừa đạm thì chúng ta cần phải điều chỉnh về thừa đạm. Và hai nữa là nó đang có một cái loại nấm có một số loại nấm, tức là nấm bệnh, không biết là cái tên là cái gì, nói chung là nó rất là đa dạng, nhưng hắn là một cái loại nấm thì chúng ta lại cũng phải nghĩ đến cái việc mà chỉ nấm. Đấy, thì thứ nhất là cái việc mà thừa đạm thì chúng ta buộc phải sử dụng một cái loại hóa chất, thì mình có tham khảo một cái gọi là Trichoderma humic cho chị nhá. Anh chị nhắc lại, mình mới nghe tên thôi, nhưng mà hôm nay thì thôi thì ra vườn thì chia sẻ luôn, còn mình chưa lên chỗ cái cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật thì mình cũng chưa biết là cái humic, nhớ là Trichoderma humic cho chị nhá. Đấy, một cái loại mà Trichoderma tức là một cái loại để diệt nấm. Vâng, nó diệt nấm Trichoderma. Humic thì là nó một cái loại dưỡng chất, nó có tốt cho cây, cây trồng. Thì trong đó có cả dâu tây thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là phù hợp. Và cái việc thừa đạm thì chúng ta phải bón một cái loại humic, thì trong đó nó có hắn có loại Trichoderma là nó sẽ là, hoặc là anh chị các bạn có thể là
bón cho nó một ít chico de ma để nó diệt nấm. Và nó còn liên quan đến một cái loại dưỡng chất để nó hòa tan cái phân đạm. Hòa tan phân đạm á. À, thì là một trong những cái mà chúng ta nên tham khảo là dưỡng chất để bây giờ thì trên thị trường nó nhiều lắm, nhưng mà họ đã dùng một loại hóa chất để cho nó hòa tan cái lượng đạm, nó phân giải cái phân đạm thật nhanh. Thì cái đó là cái cách mà mình tham khảo ở trên một cái kênh chuyên về làm vườn, họ tư vấn cho người nông dân là trồng mít. Nhưng mà vì là cây trồng nên chúng ta cũng có thể là ứng dụng những cái kỹ thuật đấy thì cho cái việc mà thừa đạm. Và chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc mà bớt cái lượng đạm đi anh chị ha. Rồi, đó là cái phần mà vì sao nó lại xì mũ, thì nó thừa đạm và kết hợp với là một cái loại nấm, thì chúng ta xử lý như vậy ha. Anh chị những bạn nhớ là chúng ta hãy bón thử cái nấm Chicodema Humic. Rồi, đó là cái phần mà về xì mũ và cho thừa đạm. Thì cái việc mà thừa đạm mà trong cái phân NPK, nếu anh chị hay sử dụng NPK thì thường là ví dụ như là chúng ta bón NPK thì chúng phải quan tâm đến cái thành phần là ví dụ như người ta đề là 30-10-10 chẳng hạn, thì anh chị biết ngay đó là cái lượng đạm nó quá nhiều. Ví dụ đạm là 30-10-10 tức là lân 10 và kali là 10. Đấy. Thì cái đạm thì nó tốt cho lá anh chị nhá. Nó thừa đạm mà. Nó thừa đạm thì nó là nó liên quan đến nó nuôi dưỡng lá nhiều thì nó sẽ tốt lá. Thì anh chị các bạn nên lưu ý như vậy. Lân thì nó có màu xanh và nó làm cho cứng cây. Và kali thì nó liên quan đến quả, có nghĩa là cái dưỡng chất nó liên quan, nó nuôi quả bóng, quả quả đỏ, quả to, thì chúng ta cũng nên lưu ý cái điều đó. Vậy thì thay với cái việc mà chúng ta bón NPK thì chúng ta có thể là mua lân nguyên chất này. Giờ thì mình có thấy có lân của Nhật, lân đen của Nhật, hoặc là đạm thì chúng ta mua ví dụ như là một lượng đạm chẳng hạn, một lạng đạm thì chúng ta pha ra cái tỷ lệ ví dụ đạm không, lân không hoặc kali không. Và anh chị các bạn nhớ là dùng kali trắng nhá. Đạm lân kali thì chúng ta trộn cái tỷ lệ, có nghĩa là ví dụ như chúng ta cái đạm, cái lượng lân thì chúng ta nhiều hơn đi, cái lân nhiều hơn và đạm bớt đi và kali bớt đi, thì nói chung là trong quá trình mà làm á thì chúng ta nên là điều chỉnh cái việc mà tự mình điều chỉnh, mình thử nghiệm với một số những cái loại một số chậu, sau đó chúng ta nhân rộng, thì buộc phải như vậy thôi chị ạ. Vì thật ra thì cái quá trình trồng làm thì chúng ta phải điều chỉnh những cái cây mà nó phù, làm sao cho cái liều lượng nó phù hợp. Anh chị nên nhớ là khi là cái công thức của NPK thì người ta đã trộn rồi đúng không ạ? Thì người ta trộn rồi thì mình khó điều chỉnh, nhưng mà mình mua cái phân lân rời này, đạm rời này, đạm lân kali rời thì nó mình về mình trộn lại thì nó sẽ tránh được cái việc mà thừa đạm. Thì chúng ta cũng nên lưu ý như vậy anh chị nhá. Thừa đạm và xì mũ chắc chắn là như vậy, bởi vì là đạm là nó tốt cho lá mà, thì nó lại kết hợp với cái loại mà theo như mình biết thì một loại nấm đó, thì nấm bệnh thì nó gây cho cái bệnh xì mũ. Chứ còn chúng ta mà cứ quá trình mà chúng ta cứ bón quá nhiều đạm thì nó liên quan đến bệnh xì mũ là không thể tránh khỏi. Bởi vì kênh của Khánh Nhân TV, Dâu Tây Khánh Nhân TV á, thì dùng hữu cơ là chủ yếu là nhiều, cho nên cái việc không quá xanh mướt là không có nhiều đạm thì nó không có hiện tượng xì mũ. Và mình có hai tưới lân nữa thì có nghĩa là cái điều đó là nó mình thấy không có bệnh xì mũ, thì cũng đó là một lý do. Và lân nha chị ha, lân thì mình chỉ có ngâm cái lâm thao là mình tưới thôi, chứ mình không có kiểu dùng NPK. Đấy, thì anh chị các bạn cũng lưu ý cái điều đó nhá. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ cái nội dung như vậy, cái bệnh xì mũ. Và anh chị các bạn lưu ý về cái việc mà bón phân NPK cho dâu tây nhá. Và đặc biệt là cái tỷ lệ mà trong ghi ở trên cái phân NPK đó, ví dụ như là đạm, ý là N tức là đạm, mà P là lân và K là kali, mà người ta đề mà ví dụ như là 30-10-10 hoặc là 20-10-10 thì chúng ta cũng quan tâm đến cái việc là cái lượng đạm nhá. Đấy, nếu mà cái cây của ta nó quá xanh tốt mà chúng ta cứ bón nhiều đạm thì nó sẽ sinh ra cái bệnh xì mũ. Thì video của mình xin kết thúc ở đây, và nếu anh chị các bạn quan tâm thì đừng quên đăng ký kênh, và đặc biệt là nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết, và đặc biệt là like ha, để lại những ý kiến và cái comment ở bên dưới. Khánh Nhân TV sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị các bạn những cái kiến thức mà trải nghiệm hoặc là tham khảo được, thì gửi đến anh chị các bạn ở những video lần sau ha. Bye bye.